Trấn Thành tặng Harry Won thú bông ở họp báo. Cặp đôi cười tít mắt khi trao quà cho nhau tại sự kiện chiều ngày 12 tháng 12. Trấn Thành không tặng hoa mà tặng Harry Won Doraemon nhồi bông cùng nụ cười rạng rỡ hết cỡ. Harry Won rất bất ngờ, cô vỡ òa trong sự sung sướng. Cặp tình nhân ôm chặt nhau. Từ khi Trấn Thành có mặt tại sự kiện, các ống kính đều chỉ về phía anh và Harry. Họ ngồi cạnh nhau tay trong tay và nhỏ to trò chuyện. Đang có thông tin ngày 25 tháng 12 tới sẽ là đám cưới của Harry Won và Trấn Thành, nhưng cặp đôi không hé nửa lời. Harry cười tiếc khi Trấn Thành chê sản phẩm trước của cô là MV Anh Cứ Đi Đi Dở, nhưng MV lần này là Làm Sao Để Yêu Thì Hay. Cặp đôi thoải mái ôm nhau trước mặt đông đảo mọi người, họ còn tung hứng sức ăn ý vui vẻ mang đến nhiều tiếng cười. Tại họp báo, Harry Won xuất hiện với trang phục thanh lịch và sang trọng, nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Minh Huyền. MV Làm Sao Để Yêu đánh dấu bước tiến mới của Harry trong sự nghiệp. Khi cô chính thức tự mình đầu tư và định hướng cho các sản phẩm âm nhạc, ca khúc này Harry Won không cần đến sự hỗ trợ của Trấn Thành khi ghi âm như các sản phẩm trước đây. Về kịch bản và ekip thực hiện, Harry cũng tự lựa chọn và cân nhắc. Trong MV lần đầu tiên cô đảm nhận một lúc hai vai diễn, ekip của Harry đã chọn cho cô hai hình ảnh khác hẳn nhau. Một là nghe thơ trong sáng và hơi quê mùa, với chiếc kính xinh xắn cùng mái tóc buộc nhẹ hai bên, tạo hình kia ngược lại, trông sang trọng, chững chạc và quyến rũ. Mẹ của Harry từ Hàn Quốc sang dự họp báo của con gái. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, tác giả của ca khúc Làm Sao Để Yêu. Người mẫu Trai Quân đóng cặp với Harry trong MV. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!